Thưa quý vị, các trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ Richter tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 năm 2023 đã tàn phá cả hai quốc gia trên diện rộng và gây ra thiệt hại nặng nề. Mới đây, theo Trung tâm Địa chấn châu Âu, Địa Trung Hải, một trận động đất có độ lớn 5,2 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu, MSC, cho biết Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Karaman Maras khoảng 54 km về phía tây bắc, nơi có dân số khoảng 376.000 người. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại do trận động đất gây ra. Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ, Yunus Sezer cho biết, 40.642 người đã thiệt mạng trong các trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6 tháng 2. Hai trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Karaman Maras của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở phía đông nam của đất nước trong vòng 9 giờ ngày 6 tháng 2. Các trận động đất đã gây ra sự tàn phá và nỗi đau thương, mất mát trên diện rộng ở 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Các trận động đất kéo theo hàng trăm cơn dư chấn cũng được cảm nhận ở các nước láng giềng, trong đó Syria bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo hãng tin Reuters, số liệu mới cập nhật cho thấy hơn 46.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua. Số người thiệt mạng do trận động đất dự kiến vẫn còn tăng cao khi có khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bị phá hủy bởi thảm họa khủng khiếp này và vẫn còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa AFAD ngày 18 tháng 2 cho biết, trận động đất kép mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter ngày 6 tháng 2 đã cướp đi mạng sống của ít nhất 40.642 người. Theo hãng thông tấn Anadolu, người đứng đầu AFAD, ông Yunus Sezer cho biết, các trận động đất đã kéo theo hơn 5.700 dư chấn và ảnh hưởng tới hơn 13 triệu người. Theo ông Caesar, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ phần lớn sẽ kết thúc vào tối ngày 19 tháng 2. Ông Caesar cho biết tổng cộng 11.488 đơn vị tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ 80 quốc gia đã đến vùng thảm họa để hỗ trợ. Ông nói chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phân phát tiền hỗ trợ cho hơn 682.000 công dân sau thảm họa với số tiền 531 đô la Mỹ một người. Trong một cuộc họp báo cùng ngày, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết hiện tại có tổng cộng 181.423 người, bao gồm 76.097 nhân viên an ninh, 64.728 hiến binh và 41.149 thành viên lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại hiện trường. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đánh giá thiệt hại tại 830.806 tòa nhà trong vùng động đất. Ông Oktay cho biết Khoảng 105.000 tòa nhà trong số này đã bị phá hủy, sắp bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Ông Ốc Tây nhấn mạnh rằng việc khôi phục các tài sản văn hóa là một trong những ưu tiên của chính phủ sau trận động đất. Nói rằng, mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành việc kiểm tra các tài sản này trong tuần tới. Trong một diễn biến khác, ngày 18 tháng 2, lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 người, trong đó có một trẻ em ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Hà Tây, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau hơn 296 giờ kể từ khi động đất quét qua. Theo Reuters, ở Syria, nước này trước đó cho biết đã có hơn 5.800 người chết trong trận động đất. Tuy nhiên, số liệu này vẫn chưa được cập nhật trong nhiều ngày qua. Ngày 18 tháng 2, tổ chức từ thiện Hashemite của Jordan đã gửi 7 xe tải chở hàng cứu trợ tới những người dân bị ảnh hưởng trong trận động đất hãng thông tấn Sana đưa tin. Theo tổ chức này, họ gây quỹ và gửi các vật dụng cần thiết đến Syria, trong đó bao gồm lều, máy phát điện, đồ dùng cho trẻ em và người già, thực phẩm, đèn cầm tay, quần áo, giày mùa đông, vật tư y tế. Cả thổ nhĩ kỳ và Syria đều không cho biết có bao nhiêu người vẫn mất tích sau trận động đất. Phát biểu với Reuters bên lề hội nghị an ninh Munich, Đức, Giám đốc chương trình lương thực thế giới WFP David Bisley cho biết chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác rất tốt, nhưng hoạt động cứu trợ đang bị cản trở ở Tây Bắc Syria, theo Reuters. Cơ quan này tuần trước đã kêu gọi mở thêm các cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo ông Bisley, phe ly khai Syria không cho phép WFP tiếp cận Tây Bắc Syria, nơi lực lượng này đang kiểm soát. Ông Bisley nói, thời gian không còn nhiều và chúng tôi cũng cạn tiền. Chúng tôi tiêu tốn khoảng 50 triệu đô la Mỹ mỗi tháng dành riêng cho hoạt động ứng phó động đất. Vì vậy, chúng tôi cần nhận được sự hỗ trợ cần thiết, nếu không châu Âu có thể đối mặt một làn sóng người tị nạn mới. Trước đó, động đất tại Croatia gây rung lắc tại nhiều nước khu vực Đông Âu. Trận động đất có độ lớn 5,3 xảy ra ở phía tây Croatia đã gây ra những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italy, Tây Bắc Bosnia Herzegovina. Trước đó, động đất tại Croatia gây rung lắc tại nhiều nước khu vực Đông Âu trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter xảy ra ở phía tây Croatia đã gây ra những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại Bắc và Trung Croatia, tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italia và Tây Bắc Bosnia. Chấn tiêu của trận động đất này cách Rijeka, thủ phủ của hạt Primorje, Gorski Kota, khoảng 36 km về phía đông nam và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Dư chấn do động đất gây ra được ghi nhận khắp dọc bờ biển Croatia và cả ở thủ đô Zagreb. Trong khi đó, những rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được tại khắp các vùng thuộc miền Bắc và Trung Croatia. Tại Slovenia, vùng Đông Bắc Italy, Tây Bắc Bosnia, Herzegovina, miền Nam Áo và vùng cực Tây Nam của Hungary. Truyền thông địa phương cho biết, người dân ở vùng gần tâm chấn như tại Rovini có thể cảm nhận được những rung lắc tương đối rõ ràng, trong khi các tòa nhà cao tầng tại Rijeka được mô tả là đã lắc lư. Nhà chức trách Croatia đang tiến hành đánh giá toàn diện về thiệt hại do động đất gây ra, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, giới chức địa phương vẫn chưa ghi nhận thương vong về người, trong khi thiệt hại về vật chất là không đáng kể. Mặc dù vậy, giới chức Croatia cũng cảnh báo nguy cơ một số dư chấn nhẹ có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Mới đây cũng đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5,5 độ Richter ở miền đông Cuba. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, đảo quốc Caribe này xảy ra cơn địa chấn có thể cảm nhận được. Đến thời điểm hiện tại, không ghi nhận thiệt hại về người và của. Với tâm trấn cách thị trấn Maisi thuộc tỉnh cực đông Guantanamo, 79,3 km về phía đông nam và nằm ở độ sâu khoảng 10 km. Người dân tại một số thị trấn ở Guantanamo và tỉnh lân cận Santiago de Cuba cho biết đã cảm nhận được những rung lắc tương đối rõ ràng. Trận động đất đầu tiên được ghi nhận trong năm nay ở Cuba xảy ra cách đây 8 ngày, cũng có độ lớn 5,5 độ Richter và có tâm trấn cách đô thị đặc biệt Isla de la Juventud, 600 km về phía tây nam. Nhiều tòa nhà cao tầng ở thủ đô La Habana cũng cảm nhận được rung lắc. Năm ngoái, Cuba đã ghi nhận 13 trận động đất, hầu hết đều ở miền đông nước này cuba nằm trong một khu vực trải dài từ cộng hòa dominica đến mexico nơi các hệ thống đứt gãy kiến tạo khác nhau hội tụ và có hoạt động địa chấn đáng kể